Ok các bạn trẻ, chào mừng các bạn trẻ trở lại channel của anh Minh Kim nhá. Thì ok, lại là một ngày năng động diễn ra này. Trước khi vào đầu clip thì tôi xin phép là cắn quả cốt anh em ạ. Cắn quả siêu cốt đã, làm nào, đổ quả nhẹ này. Rồi. Ui, ấy, ấy, siêu cốt tuần anh em ơi. Mà cốt tuần này là cốt tuần Bình Dương nhá. Cốt tuần này là cốt tuần của VIP ạ. Quá ngon luôn, 1.500 kim cương, 30 thẻ cao cấp 15 xu, 300 thẻ 4 sao, 4.000 đoan tím. Anh em nhớ like và đăng ký kênh nhá. Nếu mà khi kênh của tôi đạt 10.000 sub, tôi sẽ có những cái phần thưởng cực kỳ kinh khủng tởm cho anh em. Ok, quá ngon anh em ạ. Ok anh em, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với quả kèo cực kỳ hấp dẫn mà tôi sẽ up bên server EU ngày hôm nay nhá. Tôi sẽ gửi đến cho anh em quả kèo gì nào. Let's get it. Ok anh em, thì hôm nay tôi sẽ muốn giới thiệu lên cho anh em quả kèo đánh bài online 2023 cực khét này. Đổi thưởng các kiểu uy tín luôn anh em nha. Uy tín luôn, tôi đã test và thành công này. Thì con game này có những tính năng cực kỳ hấp dẫn là bầu cua dân gian, trò chơi mang lại tuổi thơ cho anh em. Đĩa nha, có quả kèo đĩa này, hôm qua là tôi đã test khá nhân phẩm này. Quả kèo tài xỉu, quả kèo 3 cây. Thêm nữa là anh em có cả nổ hũ nha, bắn cá, các kiểu game hot mini game rất nhiều này, sổ số 3D, poker và thêm nữa là sự kiện điểm danh hàng ngày. Ngày 2 là đây. Ui giời, mày điểm danh nhận được 150k luôn anh em ơi. Cái này có thể chiến mà chúng ta có thể đổi ra được đồ thật nha, đồ thật anh em này, đổi ra đồ thật này. Đây, và chia sẻ ngay, nhận ngay 3 cành mỗi ngày. Gift code nhập tài khoản mới là được 20k. Link thì tôi sẽ để ở dưới cái mô tả video này cũng như ghi vào bình luận nhá. Anh em nào hứng thú con game này có thể tải về chiến với tôi anh em nhá. Chiến với tôi này. Thì hình thức nạp con game này cũng rất cực kỳ phong phú. Nạp siêu tốc, thẻ cào, MomoPay, ZaloPay, Viettel, QR banking, internet banking các kiểu là điều anh em ạ. Và quan trọng nhất là cái hình thức con game này có thể rút được về tài khoản banh của anh em nhá. Rồi. Đổi thưởng này, có thể rút được về tài khoản banh của anh em. Hiện tại là tôi đã làm một củ vào rồi. Có thể rút được, đây anh em có thể thêm tài khoản banh của anh em vào, anh em liên kết thêm vào nhá. Lịch sử đây, lịch sử đã rút được thành công về rất nhiều lần rồi anh em ạ. Lịch sử đã rút thành công nên là cực kỳ uy tín anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ đi vào làm một tí xỉu tài cho anh em xem cái độ nhân phẩm nhá. Đây. Quả này nó sẽ là cầu nha, đây. Đang cầu tài nha. Làm 50k vào xỉu nè. 50k vào xỉu để xem cũng trong nhân phẩm mình nha. Kết thúc. Cái gì? Úi giời, ăn quá dễ chơi anh em ơi. Quá dễ chơi, thế là đã qua một quả kèo cắp nạp rồi. Thôi, nhân phẩm chết ở đây nha. Đấy, như vậy là tôi đã giới thiệu cho anh em con game cực kỳ hay và hấp dẫn này, anh em có thể chơi giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng nha. Nếu mà anh em muốn chơi, tôi sẽ để link ở dưới video và bình luận. Ok. Ok anh em, thì vẫn chưa hết độ hot của anh Zai Ace. Thì chúng ta sẽ cùng đến với quả kèo ngày hôm nay nhá. Thì trước khi đến với quả kèo ngày hôm nay thì tôi muốn xin giới thiệu cho anh em cái quả kèo này. Let's go. Ok em, đây chính là Ace Sang. Thì Ace Sang mới ra được có một ngày thôi anh em ạ. Đây mà anh em nhìn thấy gì đây chưa? Nhìn thấy gì đây chưa? Ace Sang mắc kỹ năng SP anh em ạ. 3 triệu lực chiến. Ui. Anh em nhớ like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái quả kèo này vào ngay tuần sau của trên kênh của Minh Kiều nhá. Tôi sẽ gửi đến cho anh em ngay lập tức cái quả kèo Ace Sang của top 1 Hàn Xèng hiện tại. Người ta đã lấy được quả Ace Sang trái Mera Nomi. Mera người ta ép mắc kỹ năng SP anh em ạ. Khét quả kèo này cực kỳ khét. Nhưng mà nó cũng chưa thể khét bằng quả kèo ngày hôm nay của tôi anh em ạ. Xem quả kèo đấy là quả kèo gì nhá, quay lại nào. Ok anh em, thì chủ nhật thì chúng ta phải chơi những quả kèo khét, quả kèo dã man. Đó chính là quả kèo ba anh em nhà Luffy nha, phiên bản kinh khủng điển. Thì Captain A 5 sao tôi đã hot nó lên được 1.1 triệu lực chiến, quá kinh khủng anh em ạ, quá kinh khủng. Và Luffy là trước tôi có làm phiên bản ba anh em nhà Danton, Luffy, Ace và cái gì nhỉ, Sabo đấy, nhưng mà đợt đấy là Luffy chưa thức tỉnh gear 5, còn Ace Sang chưa thức tỉnh UR nhá. 1 2 3 4 5 10 múi chỗ khét, cộng 2 quả múi này nữa thì là 12 múi ạ. Cũng sở hữu trái Mera, nhưng mà trái Mera này vẫn chỉ đến từ Bình Dương thôi, chưa có kỹ năng SP. Thì sẽ nhắm lấy kỹ năng SP trong thời gian tới anh em ạ. Ok, let's get it này. Chúng ta sẽ đến với những trận đánh hay của ba anh em nhà Danton. Luffy là Saboken. Ace Sang Pontogat D Ace. Luffy Gear 5. Và Sabo, quá kinh khủng tỏ. Ok, let's get it. Ok, tôi hiện tại đang triệu 9, 2 triệu 9 nên tôi sẽ đấm thử với ông này nào. Ủa, Zoro gờ. Luffy gờ khét đấy. Tôi sẽ đấm thử với ông này anh em nhá. Ông này 2.94 sở hữu con Zoro Onigashima 11 sao. Khét đấy. Một ngoáy của thần mặt trời Nika. Hai ngoáy của thần mặt trời Nika. Úi dồi ôi. Anh dài Ace Sang của chúng ta đây. Chúng ta cùng xem bộ kỹ năng của ba anh em. Sau khi đã vào tân thế giới, sức mạnh bây giờ đã đạt đến cảnh giới của tứ hoàng rồi anh em ạ.
tứ hoàng và những gọi là người đẳng cấp đứng đầu thế giới rồi. Để xem ba anh em nhà Luffy phá đảo như thế nào này. Phá đảo thế giới ảo như thế nào này. Ôi ơi. Ui ôi. Có lên kích không đến từ anh trai? Không lên kích đến từ anh trai. Ây sẵn sàng của chúng ta. Moja Tanomure. À Moja Tanomure. Ba anh em phá đảo thế giới ảo. Tuột xích luôn. Kinh dị luôn. Nhi còn gì nữa. Luffy chuẩn bị thức tỉnh cái năm ở trong phim đấy. Anh em nhớ đón xem nha. Let's get it. Ok. Tiếp tục một đối thủ nữa anh em ơi. Đối thủ này sẽ bằng lịch chiến nhưng mà tướng sẽ yếu hơn tí nhẹ. Tướng sẽ yếu hơn tí nhẹ để anh trai Acer của chúng ta được thể hiện sức mạnh à. Ủa Việt Nam mới đánh bình tĩnh thôi em ơi. Đánh bình tĩnh em trai ơi. Ôi đấm nhờ. Đấm họa quyền. Hì kên nha. Hai hì kên. Một viêm đế. Một Acer gọi là người ăn trái Mera Mera đầu tiên thế giới. Đúng là ba anh em. Nhưng tạo hình này là cực kỳ khác biệt anh em ạ. Tạo hình này là cực kỳ khác biệt. Luffy sở hữu Việt Nam còn Acer đã thức tỉnh UR. Chỉ có Sabo là vẫn vậy. Không thay đổi. Dain Kai MT. Phản kích này. Ui, không nguyên kích à. Không nguyên kích đến từ anh trai. Ôi Room này. Ai đầu đấy. Đầu đến từ anh trai đấy. OC. Wow. Hạ gục được kia. Hạ gục được kia 5 mà thôi rồi. Căng đấy. Căng đấy. Cũng khét đấy. Ok. Tôi sẽ thử vào arena và đấm thử ông này mà. Đấm thử ông này 3.470.000 thì phải mượn thêm sức mạnh anh em ạ. Mượn thêm sức mạnh này. Một mình Acer sàng Luffy Gear 5 là không đủ. Tôi sẽ phải mượn thêm sức mạnh của Marco nữa. Anh em ạ. Tôi sẽ mượn phải mượn thêm sức mạnh của Marco đi. À thôi, tôi mượn sức mạnh của Uta Chàng đi. Đây, 3.88 ok. Để tôi đấm nhau với ông này. Ông này ông mượn sức mạnh của Sabo. Nhìn khét phết. Zoro đây. Cú gian anh em nhá. Tôi phải mượn sức mạnh của Uta Chàng để cân cái đội này. Để cân cái đội này anh em ạ. Bên đội bạn cũng hỏa quyền khét đấy. Tôi phải mượn sức mạnh của Uta Chàng. OC che này. Dám che với anh dài à. Dám chia mấy anh trai Ace hỏa quyền à. Ba anh em nhà Luffy lại tái hợp ở phiên bản UR chất lượng ạ. À. Khét thế nhỉ. Người chém người ta chẳng không mất máu đâu. Bạn dài ạ. À. Thôi hỏng rồi. Ace của chúng ta đã bị. Ui này chúng ta phải mượn sức mạnh của ấy mới đúng. Chúng ta phải mượn sức mạnh của. Của Marco mới đúng. Chúng ta phải mượn sức mạnh của Marco mới đúng anh em ạ. Người ta chẳng không có giải. Không có giải ông tiện giải hiệu ứng rồi nhá. Tôi sẽ mượn phải mượn cả sức mạnh của Marco nữa thì mới sụp được ông này. Lại kèo này. Tôi sẽ mượn cả sức mạnh của Marco nữa anh em ạ. Chứ tầm này là 5 sao và 6 sao hơi yếu. Hơi yếu đến từ các anh trai. Biết là chúng ta là một trong những người mạnh nhất thế giới rồi nhưng mà sức mạnh chưa được cải tiến quá nhiều. Thì bước vào tân thế giới với các đối thủ đáng gờm thì vẫn là cái gì đó gọi là kinh khủng lắm anh em ạ. À, tân thế giới sở hữu rất nhiều những con quái vật như kiểu Zoro Onigashima, như kiểu Rayleigh, như kiểu Sabo, như kiểu Kuzan, như kiểu Rayleigh già. Nào nào làm gì. Một giã ở Việt Nam và mồm của Kaido 1.000.000 bạc. Phản kích à. Này thì mày phản kích này. Úi giời ôi. Úi giời ôi anh trai. Vẫn là anh trai. Liên kích đi anh trai ơi. Đấy rồi. Quá đẹp mắt đến từ anh trai của chúng ta. Thì cứ dỗ 800k 5 sao làm quả 800k anh em nhá. Mới có 5 sao thôi đấy. Nhấn mạnh lại là 5 sao ạ. Kinh chưa. Tướng 5 sao mà đàm gần 1.000.000. Hai hiệu rưỡi. Úi giời ôi. Sabo đêm gớm một phết anh em ạ. Sabo 6 sao nhá. Một đêm gớm phết đấy. Sabo 6 sao một đêm sợ thật. Đúng rồi ba. Sabo không làm chúng ta thất vọng. Ba anh em là Luffy không làm chúng ta thất vọng một tí nào luôn. Quá dã man. Thôi tìm bạn chắc chắn là đi bụi rồi. Ta sẽ kiếm team nào cứng cứng hơn tí nữa.
VIP 10 cơ à. Sở hữu xanh thần tị này. Marco Kaido à. Nhưng ông này hơi cứng anh em ạ. Dom. Dom thì ăn vào lỗ mũi à. Đây là 4.48 này. Ui ôi. Thôi VIP 15 này. Nó tát chết anh em ạ. Đấm được ông này đã. Mới vẫn ăn được. Mới vẫn ăn được. Hết hơi anh em ạ. Mới vẫn ăn được thì hết hơi. Xanh thần tị. Xanh thần tị. Bình tĩnh thôi thần tị. Cái đô à. Cái đô tầm này gặp ghiền nằm thì nó đấm nhấc mồm lên ngay anh em ạ. Đấm nhấc mồm lên ngay. Ghiền nằm một củ. Ta chàng này, ta chàng xem khóa mõm được hay không? Ta chàng xem khóa mõm được tướng attack cao nhất đối phương không? Là con xanh. Úi giời ơi, chưa. Hình như chưa được ạ. Ây sợ sẵn. 400k khóa mõm được ai chứ nhỉ? Liên kích ngay. Pontogat đi. Ây. Úi giời. Khóa mõm được ai chứ nhỉ? Đừng quá, chưa nhìn thấy. Chưa, chưa. Vẫn chưa khóa mõm xanh nhỉ bạn. Vẫn chưa khóa mõm được xanh ạ. Mà đội bạn xanh thần tị đấy. Đừng đùa. Xanh thần tị. 1.5 triệu không ăn thua. Tôi còn khiên khiên miễn tử đến được Marco cơ. Xanh thần tị ạ. Xanh thần tị ạ. Drop vô lấy xong nhận được bao nhiêu đam. Được bao nhiêu đam. 1.000.000 bạc thôi à. Này thì 1.000.000 bạc này. Ui tìm được bạn dày quá. Đấm người ta không ăn thua đâu bạn ơi. Đấm người ta tầm này là không có ăn thua đâu. Đấm người ta tầm này là không có ăn thua. 2 siêu mũ ở trong team. Để cứu rỗi 3 anh em là Luffy thì làm sao các bạn có cửa. Làm sao các bạn còn cửa nữa. Anh em nhìn thấy miễn tử đến từ Marco chưa? Miễn tử được Uta bút cho Marco chưa? Úi giời ơi. Xẹt luôn đi còn gì nữa. Đội mình không biết có ăn được không? Để xem ba anh em nhà Luffy có ăn được hay là không. Úi giời, chết đã. Đấm cực kỳ gọi là Yankee các bạn. Cực kỳ gọi là trẻ trâu. Phong cách chiến đấu tự do hắn được đánh dài ơi. Quá đẹp mắt, tạo hình quá đẹp mắt này, mắc kỹ năng SP thì tôi cũng chưa hiểu hỏa quyền Ace này. Nó đấm như nào anh em ạ. Nó đấm dã man nào. Hai hỏa quyền là hai anh giai của Luffy đang đứng ở bên dưới để hậu thuẫn cho em giai Gear 5. Em giai Gear 5 bây giờ đã mạnh lắm rồi, em giai Gear 5. Em giai của hai anh giờ đã đạt đến đẳng cấp tứ hoàng rồi. Đạt đẳng cấp tứ hoàng anh em ạ. Tạo hình của Ace này phải nói là không có gì để chê, quá đẹp. Giống y hệt ở trong truyện luôn. Quá đẹp mắt anh em ạ, Captain A. Captain A sang. Tạo hình như thế này đã nhập băng dâu trắng rồi đấy. Nếu mà cởi trần như này, chắc chắn là đã nhập băng dâu trắng rồi. Cởi trần đeo chuỗi hạt cái kia. Xem một khóa mõm màu xanh không nào. Khóa mõm màu xanh thì đội bạn nghỉ chơi luôn đi còn gì nữa. Ưu ta của mình chưa bắt kỹ năng SP nữa. Tỷ lệ khóa mõm vẫn còn thấp đúng không? Ikzo Daien Kai NT 840k này, liên kích đi. Không có liên kích nó mới cay. Nghe tao lại vác ông nội gáp vào đấm nhau với chúng mày bây giờ này. Ông nội cùng với các cháu nào. Cho thêm ông nội gáp cùng với các cháu vào đấm bây giờ đấy. Uketemio. Thắng được, trận này tôi nghĩ là thắng được đấy. Ôi trời chết rồi, Uta nó dịt thịt Uta mình không. 1.3 triệu cơ, đau thế nhờ. Ôi thịt Uta thật kìa. Thằng nhá mình phải để Uta đứng sau Marco đúng. Bây giờ đấm sao chết được Marco. Đấm sao chết được. Nó để con Mama đứng trước tanh cứng thế nhờ.
Úi ôi, hồi đầy máu đâu, Kaido. Lại hồi đầy máu cho Kaido rồi. 1.8 triệu à, bình thường rồi. Đập làm sao chết được rồi. Hỏa quyền Ace. Hiền Nam cũng có miễn tử đấy bạn ạ. Hiền Nam cũng có miễn tử đấy bạn ạ. Rồi luôn, Big Mom lên phường làm. Này thì cứng này. Luffy đi nốt không? Luffy chắc chắn sẽ phải đi nốt. Chết rồi. Ok, Luffy đi nốt. Một vuốt của Luffy, ok choáng. Ăn một đấm của Hỏa Quyền. Này hồi máu. Hồi đầy máu cho em trai Luffy này. Bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi, cái đâu sẵn. Bình tĩnh thôi, Hỏa Quyền. Một đấm này, ok. Cho Kaido lên phường nào, đúng kịch bản trong phim nào. Đúng kịch bản trong phim nào, úi dồi, nó vẫn chưa chết. Thế thì để anh trai Ace tiễn chú Kaido một đoạn nha. Để tôi tiễn ông Kaido già một đoạn này. Đứt, úi dồi. Chưa đứt à? Đi đây. Hỏng rồi, ông chú Kaido chưa đứt anh em ơi. Ông chú Kaido chưa đứt à? Hỏng rồi, tiễn Nghiên Nam đi đó. Ố, vẫn sống. À, Nghiên Nam đầy máu mà, sao bô đi cơ. Sạnh liên kích liên tục nhỉ. Căng thế nhỉ. Rook bô lê sông đến từ Kaido này. Cũng khét đấy nhỉ. Thôi xong rồi. Thế là nó tiễn ra. Nó tiễn anh dài Sabo chúng ta đi chết trẻ rồi. Ô. 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 Rồi luôn, quỳ xuống. Quỳ xuống. Đùa mà anh dài ây à. Quỳ xuống. Còn ông chủ xanh. Ông chủ xanh cũng kỹ năng SP nha mày. Ông chủ xanh kỹ năng SP chúng ta cũng phải già chừng nhá. Một trong những người sở hữu ba Haki bá vương mạnh nhất thế giới. Luffy Việt Nam thì cũng có Haki bá vương thôi. Ace sàng thì hình như là cũng có Haki bá vương. Vì trong trận tổng hội hải quân thì Ace sàng cũng bảo là quả nhiên là em cũng sở hữu nó. Mà em cũng sở hữu nó thì là anh cũng sở hữu nó. Khả năng rất cao. Không có lý do gì nếu mà Ace sàng mà còn sống thì anh ấy không có Haki bá vương cả nha bạn. Không có cái lý do gì cả. Nào, để Nghiên Nam tiễn chú xanh một đoạn nào. Liên kích, ông chú xanh vẫn chưa bật động tại hồi sinh của mình đâu. Chúng ta không nên chủ quan đây rồi, giờ ông mới hồi sinh. Đấy, Enkai. Enti. Hỏng rồi, có giết ông chú xanh không? Có giết ông chú xanh thần tị không này? Vẫn chưa giết được xanh anh em ạ. Thành ơi, đừng liên kích nữa chú ơi. À, không hồi được máu cơ. À. Xanh thần tị không hồi nổi máu luôn. À, hồi được rồi. Thế là ba anh em nhà Luffy giết chết được Tứ Hoàng Xanh. Kinh đấy. Ba anh em nhà Luffy lùa gà chết xanh ạ. Lùa gà chết xanh luôn. Không có cái tí cước gì. Quá kinh anh em ạ. Ui, đấm A xuống thế. Hỏa Quyền ơi sẵn sàng là quá hay anh em ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ thử mượn sức mạnh của Itachang và Marco để xem có bế được ông này không. Kaido đây, trận đúng đấu đúng với Kaido đây. Luffy Việt Nam vs Kaido. Kaido phiên này phiên bản cực mạnh anh em ạ. Trời ơi, mặc kỹ năng HP anh em ơi. Sabo này, ui ôi, ghét thế nhờ. Onirin à, kinh đấy. Còn đúng cái nịt thôi anh em ạ. Một vuốt đài choáng cái nào. OC chè. Phản kích, ui 400k rồi. Này thì mày phản kích này. Marco đứng đầu thoải mái. Ok, khiêu khích thì không sợ, sợ mỗi giảm tốc thôi. Người ta sợ mỗi giảm tốc. Đi chậm không còn đời con cái đồ rồi, đúng rồi. Nó phải đến lượt, cái giảm tốc khá khó chịu nhá. Có nghĩa là đến lượt anh em mới được giải. Mà lúc đấy anh em vẫn đang bị giảm tốc. Anh em vẫn đang bị tính là giảm tốc ạ. Đồng ý là đến lượt anh em sẽ được giải hiệu ứng nhưng mà anh em vẫn đang giảm tốc. Người ta của mình là có kích hoạt nội tại là trước khi hành động và giải hiệu ứng rồi.
khóa mõm Kaido lại cho tôi đi Uta chàng ơi. Nếu mà Uta chàng không làm được thì chúng ta sẽ đứt xích rồi luôn ấy, khóa được con Kaido anh ơi. Ok, tôi đã thấy là con Kaido quay như trống trống rồi nhá. Tầm này thì anh dai đợi là con Kaido thì cứ đứng đấy thôi nhá, cứ đứng đấy mà xem tivi thôi, đọc báo đi, đọc báo đi anh dai Kaido ơi, đọc báo đi anh Rai Dragon ơi. Này thì Dragon Kaido này tuột xích hai cháu kia rồi. Ok, ăn được cơ em ơi, đừng đùa nhá. Đấy là chính là cái nào, cái khó chịu của Uta đấy anh em ạ. Thế này chúng ta có thể chơi thêm cái bộ tăng khả năng khống chế, cái bộ cái gì nhỉ, tôi quên rồi, quên tên nó tiếng Việt là gì rồi. Tăng khả năng khống chế để cho Uta của chúng ta, Uta của chúng ta mắc kỹ năng HP chỉ có 80% khả năng át ấn khống chế cho người có tấn công cao nhất ở bên đối phương anh em ạ. Thì chúng ta dùng sử dụng cái huy hiệu đấy ấy, thì nó sẽ tăng thêm khả năng khống chế nữa, tăng thêm khả năng khống chế nữa thì cái khả năng át ấn của Uta sẽ gần như là chắc chắn, nên là chúng ta cũng có thể chơi cái bộ đấy, chúng ta có thể xem xét để chơi cái bộ đấy nhá. Kình đấy anh em nhìn chưa, Dragon Kaido vừa rồi không được chơi luôn với Uta chàng, để cho ba anh em nhà Luffy có thể tiếp tục đánh nhau. Nhưng mà tôi nghĩ là giết con quái vật Kaido này khoái lắm anh em ạ. Ok, còn đúng một mình quái vật thôi, còn đúng một mình lão già quái vật thôi, đúng như trong phim luôn anh em ạ. Dragon Kaido kích hoạt trạng thái cuối cùng của mình chính là trạng thái Dragon. Nó trâu như một con trâu anh em ạ, nó như một con trâu luôn. Đây là Hiên Nam. Ô Uta chàng vẫn khóa mõm Kaido. Uta chàng cố lên, nếu mà Uta chàng không làm được thì chúng ta sẽ thua nhá. Rồi luôn đi là lưới Kaido lại bị khóa mõm anh em ơi, quá hay đến từ Uta chàng, nhìn kích luôn cho nó sợ này. Uta chàng chúng ta lại làm được nhá, Kaido lại không được chơi. Nhưng mà có đủ sát thương không, Kaido nó dày lắm anh em ạ. Đúng với bản trong chuyện thì lượng chống chịu của Kaido gọi là quá kinh, anh em phải đánh cả năm mới chết được Kaido đấy. Băng Luffy phải đấm cả năm mới chết được Kaido, Luffy phải nghèo lên nghèo xuống thì mới chết giết chết được Kaido đấy. Nhưng mình chưa không vào đâu thì không bao giờ được chơi luôn, nếu mà anh em đi chậm hơn Uta chàng nhá. Đây là Uta chàng, nếu mà chúng ta đi chậm hơn Uta chàng khả năng là chúng ta sẽ không bao giờ được chơi. Trời ơi, Kaido mất last stand rồi anh em ơi, mất last stand rồi nhá. Cái nhấn mạnh lại với anh em là cái khóa mõm của Uta là xuyên miễn nhiễm không chế nha, xuyên mọi miễn nhiễm không chế luôn. Đừng đùa với Uta chàng nhá. Đó là con cái đầu mắc khi đang HP mà gặp team Bình Dương của tôi vẫn tuột xích thì hơi lỏ nhá. Đấy, con cái đồ là từ đầu đến giờ là chưa được ulti phát nào đấy anh em nhá. Nếu chúng ta đi chậm hơn Uta chàng là tỷ lệ chúng ta không được chơi là cực cao. Bây giờ chưa một Uta chàng còn giải hiệu ứng không chế có lợi nữa, thì đó là con Kaido tuột xích ngay. Tuột xích ngay em ạ. Ui, hồi máu kìa, càng thế nhờ. Ở trong trạng thái này nó hồi máu kinh đấy. Nào hồi máu à, quá mõm nó đi Uta, tiếp tục nào. Liệu có một siêu phẩm không, liệu có một siêu phẩm không anh em ơi. Tôi đang rất hóng chờ một siêu phẩm. Nào ấy sáng, tôi chết rồi, cái đôi như là nó chưa bị khóa mõm luôn anh em ơi. Thôi hỏng rồi, đến cuối cùng, đến cuối cùng các bạn vẫn không cho tôi hy vọng, nó lại liên kích rồi. Thoảng vẫn chưa chết, vẫn còn sống nhá, bình tĩnh thôi. Úi dồi, lại hồi đầy máu anh em ạ. Con trâu, nó là một con trâu chứ không phải là người nữa rồi. Nó là con trâu chứ không phải là người nữa anh em ơi. Để xem chúng ta có bế con trâu rồi đi không ai. Đó là con trâu đồ. Quá trâu, Uta chàng và các đồng đội đã làm hết sức có thể rồi. Nhưng phải nói là Kaido là một sinh vật mạnh nhất thế giới anh em ạ. Sinh vật nhá, nhớ là sinh vật. Còn đâu bố chỉ là người đàn ông mạnh nhất thế giới thôi. Còn đâu Kaido là sinh vật mạnh nhất thế giới. Còn là trong tất cả các sinh vật sống, từ rán, châu chấu, bọ hung, các thứ, khủng long, các loại trên đời này là con Kaido là sinh vật mạnh nhất. Thế thì chứng tỏ là đó con Kaido phải mạnh hơn cả bố chứ nhỉ. Nếu mà solo 1-1 là tôi vẫn nhận kèo đó con Kaido đấy. Tôi vẫn nhận Kaido đấy anh em ạ. Quả kèo này khóa mõm nữa thì chúng ta sẽ hòa với đó con Kaido. Chúng ta sẽ tạm hòa và rút quân.
chúng ta sẽ phải tạm hào rút quân, không khóa được mõm. Cày thế nhỉ. Anh trai ấy có làm gì không? NT không ăn thua rồi. Không ăn thua rồi anh em ạ. Cái đồ nó quật chết chúng ta rồi. Cái đồ nó sẽ quật chết. Ôi giời ơi, thì hòa rồi. Úi dồi ôi, nó lại hồi đấy máu kìa. Càng thế nhỉ. Người anh em Sabo đã chết rồi. Càng thế nhỉ. Không thể giết nổi ông già. Chúng ta không thể giết nổi ông già cái đồ anh em ạ. 15 round và hòa. Kinh quá. Thôi chúng ta tạm thời rút quân nhá. Tạm thời rút quân về nghỉ. Ôi, ghẹt thật sự đấy. Ok, clip khá dài rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip bộ 3 anh em ấy sẵn trở lại quá kinh khủng vào ngày chủ nhật nhá. Em nhớ like và đăng ký kênh để cùng đón xem và kéo ấy sẵn mắc kỹ năng HP gần nhất trên kênh của mình cần nhá. Cảm ơn và chào tạm biệt anh em. Chúc anh em một chủ nhật vui vẻ bên gia đình người thân. Bye bye.